Nhưng không có bỏ nha nhỉ. không 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 các Đấy. quả này cũng nóng lắm, sắp ra hết rồi. Chỉ có một chú hỏng rồi. Chưa chưa chắc là hỏng, cũng nóng lắm, nó chưa ra thôi. Wow, thần chú ý. Đây quả thần chiếc bố vãi cứu. Đây là quả này nó tức. Nó sắp ra rồi kìa. Không, đã bơi làm sao được? Ủa, em thấy ở trên Facebook của em bọn nó toàn cho vịt bơi bé tí này, này. Bơi đẻ ra này, không, thả một nước. Tuần mới bơi được. 2-3 ngày nó lông nói đã. Nó khô lông mà khô lông thì 2-3 tiếng nó khô luôn. Tôi gọi vịt ra nha. Từ bơ thế chứ, từ mò ra mà. Cả ai trợ giúp gì luôn, từ cái ngày nó sinh ra đã từ. Wow. Đừng dễ dụa. Dễ thương chưa? Ô, thế chúng ta phải cho nó dùa sửa em. Nó khỏe mạnh bình thường thì không cần. Nhưng lông nó ướt, lúc người ta cho ra. Wow, sắp ra rồi, sắp ra rồi. Wow. Siêu quá. Không ai gọi mẹ cả. Mấy là mẹ lên gọi. Con biết mẹ lên mà. Con nghĩ tầm giờ đêm sẽ lên nên con chạy đi gọi nữa. Con biết con nghĩ là mẹ lên. Đấy, em ra kìa. Wow. Siêu cút, siêu cút. Cú tè chưa? Wow. Xinh đấy. Nhìn gầy. Wow. Thằng nhìn nó gầy ấy bố. Ừ, thì nó gầy mà. Tí năng lông nó xù ra là lại như bình thường. Nên là do lông của nó đang bị ướt. Wow, wow. Con này khỏe này. Xin chào bạn. Cái thân nhìn nó chắc như thế kia kìa. Uh-huh. Chắc sẽ đứng được sau khi lông khô nhỉ. Dĩ nhiên là phải đứng rồi. Xin quả trứng nó tụt ra. Đặt tên cho em là gì đây? Lông vàng. Đặt tên là lông vàng hả? Không, đặt tên là mật ong. À, mật ong. Xin chào em mật ong. Mật ong chào đời. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 17 tháng 9 năm 2021. Trong khi đấy thì bạn Suka chưa vẽ được bức tranh nào mà em Vịt đã ra đời rồi. Liên quan gì đến em dễ xanh vậy? Thế này là khô lông đến nơi rồi. Cuối cùng em cũng ra đời. Bây giờ xu xuống lấy bột nhá. Ừ. Lấy bột cho em ăn nhá. Nó ăn luôn rồi. Ừ. Đấy nó ra rồi. Ừ. Quả trứng đầu tiên. Quả trứng đầu tiên trong năm anh em. Mật ong ra đầu tiên. Con này con gái hay trai ai nhỉ? Chắc là gái. Gái thì nó là chị cả. Ừ. Chị cả, con này bé chị cả. Nó tụt cái chỗ này ra chưa? Tụt ra rồi. Ừ, nó tự ra, nó tự tụt mà. Còn nếu con nào bị dính lông vào thì người ta cứu nó thì nó mới... Bây giờ Su chạy xuống lấy thêm một thùng nữa đi. Thùng ở trong kia rồi bố. Không, rồi lấy cả vải nữa đi. Để cho em còn ở. Ừ, phải xuống nhà thì mới có vải. Vải vụn nữa. Cái thùng to con chuẩn bị cho nó. Có 3 thùng gần. Đồ chơi rồi nó. Đi, xuống đi con. Không, cái thùng đấy to quá. Không sao, thế này thì người không trèo ra ngoài được chứ bố. Chứ nó sẽ làm sao được ra. Nhưng mà mấy ngày nữa nó sẽ trèo ra được thì cứ để trà trong đấy trước đi. Thật, 4 con nó ở chung cơ mà. Chung, đi thôi đi. Đi đâu? Đi không? Đi đâu? Đi xuống nhà lấy ấy. Với bột với cả lấy. Không, không vịt cơ. Lông ăn khô lông. Rồi, bây giờ sẽ đi lấy bột cho em ăn. Sau bột bột cơm nhá, cho em ăn bột mì nhá. Đang đói đấy. Đói á. Ừ. Đứng được chưa? Em đứng được luôn đây. Em đứng á. Khỏe mà. Ăn thật là giỏi giang. Ừ, em giỏi nhá. Quạt quạt quạt. Bạn của em đây. Này đầu to. Nào để dọn cái trứng này đi. Ừ.